Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Công ty nước sạch Thanh Hà trả đũa người dân bằng cách ngừng cung cấp nước sau khi bị tố nước sinh hoạt ô nhiễm. Ngày 17 tháng 10, báo VN Express đưa tin: Dân chung cư không rửa chén, nhịn tắm trong khủng hoảng nước. VN Express cho biết, từ 19 giờ ngày 14 tháng 10, công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà đã dừng cấp nước cho khu đô thị Thanh Hà khiến hàng chục ngàn cư dân không còn nước sinh hoạt. Và đây là hình bài trên VN Express. Theo đó, khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, Hà Nội có 23 tòa nhà với khoảng 16.000 cư dân. Từ đầu tháng 10, nhiều người tại đây phản ánh nước sinh hoạt có mùi thuốc tẩy, gây dị ứng da, khó thở, tức ngực. VN Express cho hay ngày 10 tháng 10, Viện Công nghệ Môi trường thông báo kết quả xét nghiệm cho thấy hàm lượng anomi trong nước là 11,46 mg cho 1 lít, gấp 38 lần ngưỡng cho phép. Hàm lượng clo cũng vượt ngưỡng hàng chục lần. VN Express dẫn lời lãnh đạo công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà giải thích. Nguồn cung không đủ, bình thường nguồn từ nhà máy nước mặt sông Đuống cấp khoảng 2.000 m3 nước, nay chỉ còn được 700 m3 nước một ngày. Do vậy, công ty đã tăng sản lượng nước từ nguồn giếng khoan từ 1.000 mét khối nước lên 3.000 mét khối nước một ngày. Vì lưu lượng nước thay đổi, đồng thời phải bổ sung nước sạch quá gấp nên chưa kịp xử lý các vấn đề vi sinh. Và đây là hình người dân khu đô thị Thanh Hà phải mua nước từ xe bồn. VN Express cho biết, kể từ khi bị cắt nước, cuộc sống của người dân ở đây bị đảo lộn. Họ phải xếp hàng suốt đêm để chờ nước từ xe bồn các gia đình đều phải áp dụng các biện pháp tiết kiệm nước một cách hạ khắc gia đình chị hoa phải dùng màng bọc thực phẩm quấn chén đũa trước khi ăn để khỏi phải rửa chén gia đình anh bình thì giữ nước đánh răng rửa mặt rửa rau để dọn nhà vệ sinh và chỉ dùng giấy ướt lau người chứ không tắm vn express dẫn lời anh đức hùng một cư dân trong khu đô thị thanh hà cho biết anh phải sang nhà người thân cách 3 km để xin nước sạch. Tôi trả tiền mua nước sạch nhưng nhiều lần phát hiện nước có mùi, nhiễm bẩn. Đã phản ánh mong cải thiện chất lượng nhưng không được, giờ đến nước bẩn cũng bị cắt. Sống thủ đô mà còn khổ sở hơn vùng sâu vùng xa, anh hùng nói. VN Express tiếp tục dẫn lời ông Phan Minh Châu, tổ trưởng tổ dân phố số 4 thuộc khu đô thị Thanh Hà cho biết có nhà đã về quê, số khác tỏa ra khắp nơi xin nước. Người già xuống sân xếp hàng chợ xe bồn, thanh niên mang can, thùng đến nhà người thân, thậm chí ra Ủy ban Nhân dân xã để xin nước. Và đây là hình bài trên báo Thanh Niên. Báo Thanh Niên ngày 16 tháng 10 cũng dẫn lời ông Châu cho biết việc mất nước sạch cục bộ xảy ra đã nhiều ngày, nhưng công ty Thanh Hạ không có thông báo nào tới cư dân. Ngoài một thông báo ngắn gọn về việc ngừng cấp nước khai thác từ trạm cấp nước của công ty để nâng cấp, điều chỉnh công nghệ. Theo báo Thanh Niên, để giải quyết nhu cầu sinh hoạt tối thiểu, cư dân các tòa nhà đã phải góp tiền mua nước sạch về sử dụng. Tối ngày 15 tháng 10 và sáng ngày 16 tháng 10 đã có hai xe chở khoảng 10 mét khối nước sạch đến cho người dân. Giá nước sạch từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng cho 5 mét khối nước. VN Express cho hay, gia đình anh Vũ Ngọc Quyết cùng 5 hộ dân ở thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, có bể nước chứa sạch chưa sử dụng nên quyết định tặng cho người cần. Khối lượng một lần có thể cung cấp hơn 10 mét khối nước. Sau khi anh thông báo trên mạng xã hội, nhiều cư dân tại khu đô thị đã liên hệ xin nước về dùng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đi xa để xin nước. Sáng ngày 16 tháng 10, phóng viên Báo Thanh Niên đã nhiều lần liên lạc với ông Dương Đình Trình, phó giám đốc công ty Thanh Hà để tìm hiểu nguyên nhân vì sao nhiều tòa chung cư ở khu đô thị Thanh Hà bị cắt nước sạch, nhưng ông không bắt máy. Phải chăng đây là cách mà công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà dằn mặt trả đũa người dân? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Công ty nước sạch Thanh Hà trả đũa người dân bằng cách ngừng cung cấp nước sau khi bị tố nước sinh hoạt ô nhiễm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Vụ Việt Nam cài phần mềm gián điệp, Liên minh châu Âu không chấp nhận. AFA tiếng Việt ngày 16 tháng 10 loan tin, Liên minh châu Âu không chấp nhận việc Việt Nam cài phần mềm gián điệp theo dõi. Theo đó, trang tin Nikkei Asian ngày 16 tháng 10 dẫn lời một người phát ngôn của EU cho biết, Liên minh châu Âu EU lên tiếng lo ngại về thông tin cáo buộc chính phủ Việt Nam đứng sau việc cài phần mềm gián điệp để lấy thông tin từ điện thoại các giới chức và chuyên gia của EU, EU gọi đây là hành động không thể chấp nhận. AFA nhắc lại việc vào ngày 9 tháng 10, báo chí Mỹ và tổ chức ân xá quốc tế công bố các thông tin cáo buộc Hà Nội dùng phần mềm Predator mua của một công ty Pháp để hack vào điện thoại di động của các dân biểu, nhà phân tích chính sách, nhà báo Mỹ cùng các chuyên gia và giới chức EU làm trong lĩnh vực biển. Theo điều tra, phía Việt Nam đã sử dụng mạng xã hội X, trước đây là Twitter, để dụ các nhà chính trị và những người quan tâm vào các trang mạng có phần mềm Predator. Và đây là hình bài trên RFA. Theo RFA, vụ tấn công xảy ra khi Việt Nam đang cố gắng để thuyết phục EU rút thẻ vàng cảnh cáo đối với hải sản Việt Nam khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định AU. Vào ngày 10 tháng 10 vừa qua, một đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC đã đến Việt Nam để kiểm tra công tác chống AU của Việt Nam trong thời gian một tuần. AFA dẫn trang tin Nikki cho biết, EU đang đề nghị Hà Nội làm rõ cáo buộc này trong khi Pháp nói việc sử dụng phần mềm theo dõi là không thể chấp nhận. Người phát ngôn của EC nói với Nikki Asian rằng, chúng tôi sẽ nâng mức lo ngại từ thông tin liên quan đến chính phủ Việt Nam, bất cứ nỗ lực nào nhằm truy cập dữ liệu các công dân một cách bất hợp pháp, bao gồm cả nhà báo hay chính trị gia đối lập đều không thể chấp nhận. Một người phát ngôn của Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội được Nikki dẫn lời nói rằng, Việc theo dõi như vậy có thể giúp công tác chống tội phạm nhưng phải trong phạm vi khuôn khổ pháp luật và bất cứ hành động nào đi ra ngoài khuôn khổ này đều không thể được chấp nhận và phải bị trừng phạt. AFA cho hay, theo thông tin điều tra được công bố, Bộ Công an Việt Nam bị cáo buộc đã mua phần mềm Predator từ tập đoàn Nissa và MS của Pháp với giá 5,9 triệu đô la từ năm 2020 trong khoảng thời gian 2 năm. Theo bài báo điều tra của báo Đức là The Spatial, chính phủ Pháp nằm trong số các chính phủ không quản lý được một cách hiệu quả việc xuất khẩu các phần mềm gián điệp. Và đây là hình thông tin về vụ việc trên VOA ngày 10 tháng 10. AFA cũng cho biết hiện Mỹ chưa đưa ra bình luận cụ thể về cáo buộc đối với Hà Nội. Tuy nhiên, đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội nói với Nikki rằng, phía Mỹ coi trọng các cáo buộc liên quan đến việc sử dụng phần mềm gián điệp thương mại. Với kết quả của việc nâng cấp quan hệ song phương, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục có một diễn đàn để đề cập các vấn đề then chốt, bao gồm cả cơ hội và thách thức trực tiếp với chính phủ Việt Nam, người phát ngôn đại sứ quán Mỹ cho biết. Theo báo chí Mỹ, vụ hack điện thoại lần này xảy ra khi Mỹ và Việt Nam đang đàm phán nâng cấp quan hệ hai nước từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược toàn diện. Hai nước đã ký thỏa thuận này vào ngày 10 tháng 9 vừa qua, nhân chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden đến Hà Nội. Theo các nhà điều tra của Tổ chức Ân xá Quốc tế, cuộc tấn công của chính phủ Việt Nam đã nhắm vào các tài khoản mạng xã hội gắn với Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Gary Peter và Trish Murphy, cũng như dân biểu đảng Cộng Hòa và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael Michael Nhiều nhà báo CNN chuyên đưa tin về các vấn đề Đông Á cũng là mục tiêu của cuộc tấn công. Hiện chính phủ Việt Nam vẫn chưa đưa ra bình luận gì về những cáo buộc này, AFA cho hay. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vụ Việt Nam cài phần mềm gián điệp Liên minh châu Âu không chấp nhận. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.